Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay mùng 10 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 9 tháng 1, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể của tỉnh đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ và phong trào kinh tế tập thể năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan ban ngành thành viên ban chỉ đạo của tỉnh và đại diện 11 huyện thành phố. Trong năm 2014, các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể của tỉnh đã tập trung thành lập mới và củng cố, chuyển đổi hình thức hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã dịch vụ vệ tinh cho các chương trình liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của các hợp tác xã để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức thành lập mới trên 800 tổ hợp tác dịch vụ thôn bản và 35 hợp tác xã mới hoạt động theo mô hình gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chương trình xây dựng nông thôn mới, tham gia cung ứng dịch vụ trực tiếp cho nông dân và tổ chức lại sản xuất nông lâm nghiệp ở nông thôn, giúp đỡ các hợp tác xã củng cố lại tổ chức hoạt động theo đúng luật hợp tác xã. Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh hiện có 742 hợp tác xã, trong đó có 213 hợp tác xã nông nghiệp. Số hợp tác xã thành lập mới trong năm là 35, số hợp tác xã giải thể là 31, chủ yếu là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ, chuyển đổi không có vốn góp, không tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tự nguyện giải thể. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, năm 2014, có nhiều hợp tác xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả về kinh tế xã hội, tích cực hỗ trợ các hộ xã viên nâng cao thu nhập và đáp ứng được nhu cầu, lợi ích chính đáng của các thành viên và người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, không đúng luật hợp tác xã, tốc độ phát triển chậm. Toàn tỉnh có 742 hợp tác xã, nhưng chỉ có 42 hợp tác xã có quan hệ tín dụng, tham gia vay vốn tại các ngân hàng thương mại khoảng 30 tỷ đồng để tổ chức mở rộng sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện rõ nét thực trạng hoạt động kém hiệu quả của các hợp tác xã trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể của tỉnh nêu rõ. Hà Giang là tỉnh có số hợp tác xã lớn so với các tỉnh trong khu vực. Tuy nhiên, số hợp tác xã có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, đem lại lợi ích kinh tế và xã hội còn rất ít. Phần lớn các hợp tác xã hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả. Chính vì vậy, trong năm 2015, các ngành thành viên Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể của tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức thống kê, rà soát, kiểm tra lại hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các hợp tác xã. Tổ chức gặp mặt với các hợp tác xã để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, sao cho đúng luật và có hiệu quả. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã, chú trọng xây dựng đề án, dự án, tham gia triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương và của tỉnh, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kiên quyết cho giải thể đối với những hợp tác xã hoạt động không có hiệu quả, không đúng luật hợp tác xã. Cũng trong ngày 9 tháng 1 năm 2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động thương binh và xã hội năm 2014 và triển khai công tác lao động người có công và xã hội năm 2015. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2014, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 15.890 lao động, triển khai cho trên 1.200 dự án vay vốn quỹ quốc gia việc làm với số tiền là gần 27 tỷ đồng. Tư vấn việc làm cho 4.150 người, tiếp tục duy trì đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp nghề cho 2.401 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên trên 35%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 70%, giải quyết trợ cấp cho 1.475 đối tượng, đưa số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng lên gần 15.900 người. Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm. Trong năm 2014, toàn tỉnh giảm được gần 4.500 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 23%. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ ở một số lĩnh vực còn chậm như xuất khẩu lao động, cai nghiện ma túy, tình trạng người lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vẫn khó quản lý. Chất lượng, hiệu quả dạy nghề ở một số cơ sở còn hạn chế. Năm 2015, ngành lao động thương binh và xã hội phấn đấu tổ chức dạy nghề cho 12.500 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 37%, triển khai đồng bộ các chính sách dự án nhằm giảm 8.240 hộ nghèo.
thực hiện tốt chương trình chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách, giải quyết trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng xã hội có đủ điều kiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao những kết quả của toàn ngành lao động thương binh và xã hội đã đạt được trong năm qua để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 16, kỳ họp thứ 8 đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần đẩy mạnh công tác dạy nghề cho người lao động, nhất là đối với những lao động nông thôn, phấn đấu đến hết năm 2015, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ trên 35% năm 2014 lên trên 37%. Tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, kết hợp với các chương trình để giải quyết việc làm cho người lao động. Tuyên truyền, vận động, quản lý để giảm tối đa tình trạng người dân sang Trung Quốc làm thuê trái phép. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học, tăng cường sự phối kết hợp với các ngành các cấp để nắm bắt và tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo. Hướng dẫn cho 6 huyện nghèo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án đặc thù giảm nghèo bền vững theo quy định của chính phủ và tiếp tục kêu gọi các tổ chức trong nước và quốc tế tài trợ. Ngày 8 tháng 1 năm 2015, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần khóa 16, nhiệm kỳ 2010-2015, tổ chức hội nghị lần thứ 29. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành huyện ủy tập trung nghiên cứu và đóng góp ý kiến và báo cáo kiểm điểm công tác lãnh chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong năm, Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy luôn đoàn kết thống nhất trong lãnh chỉ đạo, chủ động sáng tạo đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, kết quả năm 2014, nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩm xã hội đạt trên 700 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 45 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người hơn 11 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 31,53%. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được thực hiện một cách nghiêm túc, thông qua đó giúp các tổ chức Đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo. Hầu hết các ý kiến đóng góp tập trung vào những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy. Kết quả bỏ phiếu đều đạt cao ở số phiếu tín nhiệm cao và phiếu tín nhiệm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Xín Mần tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tốt với các ngành chuyên môn của tỉnh tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội, dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống các hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc tôn giáo, xâm phạm an ninh quốc gia. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bắc Mê vừa tổ chức hội nghị quân dân chính và tổng kết phong trào thi đua năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Mê đã vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở. Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với năm 2013, huyện tập trung thực hiện việc tổ chức lại sản xuất cho người dân, thành lập các tổ sản xuất nông nghiệp, mở rộng hình thức đầu tư có thu hồi để tái đầu tư, chỉ đạo sản xuất đảm bảo khung thời vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý, đẩy mạnh thâm canh tăng cường cơ giới hóa trong nông nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản được tăng cường, hoạt động thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố và xây dựng ngày càng vững mạnh. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, lao động việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được đảm bảo giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể như tổng sản phẩm xã hội đạt 961,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu đồng, sản lượng lương thực có hạt trên 32.000 tấn, tổng thu ngân sách trên địa bàn 128 tỷ đồng, tỷ lệ học sinh từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98,5%.
giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,61%, tạo việc làm cho 2.300 lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn 23,3%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%. Hội nghị cũng đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua với các xã thị trấn trong huyện, công bố quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Thưa quý vị, là một tỉnh miền núi, địa hình rộng nên việc đi lại giữa các địa phương trong tỉnh, giữa tỉnh Hà Giang với các tỉnh thành khác trong cả nước thường gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tiễn đó, tỉnh đã xác định ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương là quy luật tất yếu, đồng thời cũng là bước đi tắt đón đầu của tỉnh Hà Giang. Mặc dù còn gặp phải rất nhiều khó khăn, song đến nay, tại 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có đường truyền Internet. Đây là cơ sở để tỉnh Hà Giang triển khai xây dựng các điểm cầu trực tuyến từ trung ương xuống tỉnh, từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Theo đó, đến nay, tỉnh Hà Giang đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến 13 điểm cầu tại tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ngoài ra, hệ thống giao ban điện tử ngành thông tin và truyền thông đã được triển khai từ Sở Thông tin và Truyền thông xuống tới Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. Sau khi bàn giao, đưa vào vận hành, 100% các điểm cầu trực tuyến đều hoạt động ổn định, thường xuyên. Thông qua đó, không chỉ góp phần cho công tác lãnh chỉ đạo của tỉnh được thực hiện kịp thời, thống nhất từ tỉnh xuống các huyện, thành phố, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Ngoài ra, việc tổ chức hội nghị trực tuyến còn góp phần cho nhiều đại biểu đại diện cho các sở ngành đơn vị có liên quan được tiếp thu, lắng nghe ý kiến, từ đó sẽ chủ động triển khai vào nhiệm vụ của từng đơn vị. Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần vừa tổ chức lễ khai trương gian hàng quảng bá du lịch, giới thiệu và bán các mặt hàng đặc trưng của huyện. Xác định du lịch và dịch vụ là mũi nhọn, ngay từ năm 2010, phát triển văn hóa du lịch và các sản phẩm đặc trưng của địa phương đã là một trong những định hướng đề ra của Đảng bộ huyện Xín Mần. Hiện nay trên địa bàn huyện có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng như bãi đá cổ, thác tiên, đèo gió, xã Nấm Dần, hang Thiên Thủy, xã Nàn Ma, đền Thần Hoàng thị trấn Cốc Bài, suối khoáng Quảng Nguyên. Để khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, bà con nhân dân trong huyện đã sản xuất ra nhiều sản phẩm đặc trưng gắn với từng vùng miền và được người tiêu dùng trong và ngoài huyện biết đến, như gạo nếp Quảng Nguyên, gạo già rui, chè san tuyết, mận hậu Nàn Ma, hồng không hạt chí cà, cá tầm, lợn rừng, thêu dệt thổ cẩm, v.v. đã có rất nhiều sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và mang đậm bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm giúp người dân mở rộng tiêu thụ còn hạn chế. Việc khai trương gian hàng quảng bá, du lịch, giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng của huyện Xín Mần là cơ hội để huyện giới thiệu các sản phẩm đặc trưng có chất lượng và quảng bá tiềm năng thế mạnh của huyện đối với các khách hàng trong và ngoài huyện, là điều kiện tốt để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm của mình, mở rộng ngành nghề và tạo điều kiện cho sản phẩm của huyện Xín Mần có giá trị cao, có thương hiệu và giữ vững trên thị trường, thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội tại địa phương. Với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2014, tỉnh đoàn Hà Giang đã huy động toàn bộ lực lượng đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn, tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện tích cực. Theo đó, tỉnh đoàn Hà Giang đã chỉ đạo đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tích cực, đảm nhiệm những phần việc thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội tại địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả trong năm 2014 đã thành lập được nhiều tiểu đội thanh niên tình nguyện, đóng góp ngày công lao động, mở mới trên 117 km đường bê tông nông thôn các loại, sửa chữa nâng cấp được 384 km đường giao thông, chỉnh trang hàng nghìn tuyến đường trung tâm xã, phường, thị trấn. Đối với phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang khuôn viên trụ sở thôn, vệ sinh thu gom rác thải, đoàn viên thanh niên tại 11 huyện thành phố đã thực hiện trồng được hơn 94.000 cây xanh, giúp gần 3.000 hộ làm hàng rào xanh, 1.240 hộ làm hàng rào đá. Qua đó, tỉnh đoàn mong muốn nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khơi dậy sức trẻ của mỗi đoàn viên thanh niên trong việc đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Cuối bản tin hôm nay, như thường lệ, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh do Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 9 tháng 1 năm 2015. Bản tin dự báo thời tiết
ngày và đêm mùng 10 tháng 1 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu công viên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét hại, có nơi có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 3 đến 5 độ C, nhiệt độ cao nhất 6 đến 8 độ C, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 10 đến 12 độ C, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ C, độ ẩm trung bình 87%. Quý vị thân mến, những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.